Okay, thì tuy 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 là Raiden của anh Phong sẽ xấu rồi, nhưng build build ảnh thì theo ý ảnh, Raiden sẽ xấu R1 nhưng mà build thì theo ý ảnh, mọi người có thể nhìn cái crit rate với lại các thứ ha. Cho Đây nên là một là thể loại crit raid mà tin tưởng vào 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 lớp của mình á, con cháu tôi chỉ biết có cúng thôi các bạn ạ. tin tưởng vào lớp của mình á, cho nên là mình sẽ kiểu như mình chỉ cháp đồ thôi đó, hiểu không mọi người, mình sẽ chỉ cháp đồ cho anh Phong thôi, còn lại thì anh ấy sẽ tự tự min max các thứ ha. Đó, 500 thánh di vật. Mình nghĩ là sẽ ra được đồ ngon. Có cái 50 CP luôn càng tốt á mọi người. Ok, cái đầu tiên. Đi 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 luôn. Yeah, Ok, kết thúc. ê, lần đầu tiên tới đây, lần đầu tiên chúng ta không có gì hết nha. Đầu xuôi đuôi lọt, xuôi Tính kiểu này không, là tính tính ra lần đầu lọt luôn. tiên mà mình chép không có gì ở trong một video chép thánh gì một cái chứ. Bất ngờ phết. Nhưng mà đà này thì nó sẽ tích lại hơn cái ha. Vậy nha. Đi 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 Bắt đầu đó, có đồ đó. đi 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 Đó. không, cái đó cũng được, ok cũng được. Đi đi đồng hồ, Vậy là anh, vậy là anh, vậy là anh. mình có nhiều mục đích hả? Thì ý nó là tuy là cháp cho Raiden nhưng mà có đồ giữ cho nhân vật khác cũng cũng tốt mà, đúng không? À, mà cái này nó không có cái mũ, hồi nãy thì nó không có ly, giờ nó không có mũ, ảo điên vậy. Lên bốn coi được được không được thôi. Đó, cái tinh thông nè, bỏ nè. Được tận cái tinh thông luôn. Hay mình đây thì có sẵn tinh thông này, Tấn công này nó ra nhưng tấn mà công thôi. thì cũng được á chứ, Ừ, nhưng mà một giờ một một góc độ nào đó cũng được, nhưng mà nó yeah. không 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 hai crit thôi. Hai ngự Ok, chịu. đỉnh Các B này còn 4 coi nó vô sát thương không? Không, nó vô tiếp HP. nó gây sát thương lên tim mình đó. Sát thương nguyên tố hỏa ấy, có cái ngoài luồng trước nè. Đỡ đi. Cho nó hết. Đó luôn, mở khóa đi. Từ từ, nâng Em lên mở 8 khóa đi, đi. nâng lên 8 thử. Không có ra đâu, tính anh đi. À, rồi nó không ra thiệt. Đi ra đi. Coi chừng cái lực tấn công của ông Hưng ông ám tới hôm nay nha mọi người. Ảo lắm. Phòng ngự em. Mở khóa Cái đi. này thì bỏ đi. Còn cái thằng trị liệu đó thì cút đi. Nhưng mà double, coi chừng nó ra double HP đấy. Mày nói sao Đó, ông đó. này, ông này Mày vừa đó, vừa nói. ông này ông chù không mọi người, người ta muốn đồ tốt cho anh Phong, ông này ông Đó, bị đó bộ tấn chù. công này. Tăng sát thương người tố bằng HP tấn công. Ông này ông chù không mọi người. Út làm không có ổng dễ hơn. Lâu 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 rồi mình mới làm thánh di vật chắc mà không có gì hết chứ. Ảo phết. Dấu ấn là đó, lại 2 HP, hại 2 HP. Đấy, đấy, Ê, đấy. đấy, ok. Ấy nghi ngờ không? Cái này tạm đi. Tăng trị liệu Ủa, phòng hả? Từ ngự. từ, cái thằng trị liệu đó quen quen vậy? Tinh thông. Cái thằng trị liệu đó hơi quen quen đúng không? Công. Ok. Bỏ 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 bỏ. Rồi tới cái này, cái phiên anh đẹp trai. Có cái cộng Là 8 dùng lên. trick à? Không, lên cộng 8 thôi. Để coi vô cái gì. Cái hoa của anh Phong khá ổn nha, cho dù là anh Phong ảnh pin mắt theo ý ảnh nhưng mà cái hoa của ảnh khá là ổn so với lại mặt bằng chung của Raiden nha. Nó là hai vòng vậy thôi mình bỏ. Dở vô 3 lần nữa nó cũng không cứu được cái trường hợp này. Ok. Đấy. Ê. Ê. Khởi đầu không thuận lợi, trả 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 về kết quả cái đuôi nó thuận lợi là được rồi. Thường người tối nham phòng ngự này có cái mũ crit không? Không. Không có mũ Ê, tăng trị liệu hơi nhiều nha, anh để ý rồi đó. crit. Do ai chủ vậy không biết đâu ha. Ủa, đâu cũng chùi tăng trị liệu lên, chùi À, tấn tấn công á. công này chết mồi. Không, tấn công này vẫn tốt đối với Raiden. Ừ, nhưng mà anh nên nhớ. Mọi người có thể nhớ là video của Sang Linh mọi người. Rồi ấy. Bây giờ nhá, sẽ thật là tuyệt vời nếu như À, đó.
Ê mà cái đạn này cũng không cứu được cái crit ha. 700 crit đi. Hey, that's pretty good. Cũng không được 700 luôn. Ừ, nhưng thôi cũng được. Min luôn à. Ừ, thôi cũng được đi ha. Buồn thế. Một đồ 30 CV. Ê. Thấy không? Lứt lứt. Ê mình ra được cái lông hơn cái lông kia không? Để coi đã, mà lứt của mình nhìn chung khá tốt ha mọi người. Ê. Được. Cái gì đấy? Ê, nón tấn công à. Ê, tính ra Raiden mà theo kiểu chơi của anh Phong thì lại chơi nón tấn công được nhỉ. Không nói Chris gì. Là thứ gì đó tôi không biết. Được, ê. Được hả? Được. Nạp mà. Ê. Cũng được, thật ra ba vòng ở trên, ba vòng dưới nào cũng được hết á. Thôi. Thôi. Kiểu như là nó vậy thì em không thấy thích lắm. Anh thấy được mà, có tấn công, có sát thương, có nạp luôn mà, được hết. Tiện Hưng nó hút, Hưng ổng hút viêm một cách bất ngờ vậy mọi người. Có phải này phải Hưng không? Không, bởi vì đây là lông cho Raiden ở cái dạng này thì... Này do Hạo nha, không phải do mình nha. Này chắc chắn là do ổng rồi đó. Cái tấn công phần trăm là chỉ có ổng thôi. Ổng người nào khác. Ủa Raiden chơi tấn công mà mọi người, Chị đào vậy? Lần cuối không? Vậy là lần cuối đi bên nhau không? Coi nó tốt hơn cái kia không? 7, bây giờ hơn là 7-21 thì hơn. Thì đó. 10, 14 cũng được. À rồi. Nhưng mà 5-6 tinh thông thì từ từ. Từ giữ được cho đứa khác không? 5 phút giải lao. Sang Liên á. Sang Liên cũng được. Sang Liên cũng được. Giải lao mình coi Sang Liên đấy nha. 5 minutes later. Được á. Gì đây? Được á. Gì đây? Được á, được á, cứu được á, cứu được. Cái gì đây? Ủa khoan, mình có 10... Ủa khoan. Cái gì? Ủa khoan, mình có 10, 12, 13, 2 luôn mà ớ. Từ từ, cô ra đền cẩm gì á? Từ từ, ra đền cẩm gì á? Để ảnh bị mắc sâu em mệt lắm. Đó, nhiều ly phết mọi người. 6 cái ly. Ê, cái này cũng... Cái này à, không. Lộn gì lộn. 6 cái ly. Ái chà. Đây rồi. Chà chà. Tới rồi. Ái chà chà. Tới rồi. À không, thật ra ly tấn công nó sẽ ngon hơn để có dạng xe xấu với lại trấn hay như thế này á. Thì nói chung là có nào thì xảy đó thôi. Xe xấu trấn thì thường là ly tấn công sẽ ổn áp hơn ly lôi. Để chính chủ nâng thử ha mọi người. Vô. Rồi không được. Lại tấn công. Rồi cái Rồi bây giờ cái này nè. Khá là ngon nhưng mà cái này mới quyết định nè. Để coi. Video này có ăn hay không là nhờ cái này nè. Còn mày nói tấn công. Ủa, thì nói tấn công chứ hả? Lộn. Tấn lộn. Tại thấy nó mới, nó còn khóa nữa. Nhìn lộn. Bốn thử rồi, nó vô cái gì. Tấn công flash này. Ok, chúng tôi không quan tâm cái chuyện đó. Chúng tôi quan tâm đến cái dòng đầu tiên. Ok. Nâng luôn không? Rồi, từ. Các bạn à, cho chúng tôi một like. Nếu chưa subscribe. Nếu chưa like thì hãy like. Và viết cái comment phía dưới rằng liệu các bạn nghĩ rằng cái này nó có lên được 20 hay không? Em nghĩ nó là 30. Ý tôi là 20% chứ không phải là 20 tinh thông đâu nhé. Rồi sao nó 20 tinh thông? Một. Hai. Hai. Ba. Ba. Các thương bảo. Ủa nó né luôn mà. Ê, tính ra là bữa giờ hai cái mũ vậy đó mọi người. Thì mình môi mốt mình nên từ từ ha. Nhiều lông dữ vậy. Quá nhiều lông. Rồi là lông 2 HP này. Ấy chà, ấy chà. U u. Ấy chà chà, ấy chà chà. Ê. Ấy chà chà. Ấy. Thì ra nãy xui là cho cái này đúng không? À. Ấy chà chà. Lầm. Thời tới. Nè, mình đoán nha. Tấn công phần trăm. À, chết. Khoan. Chưa cộng 8, biết, chưa biết, sao. Biết. Mình còn một lần lỗi lầm được. Tỷ lệ. Ờ thì nó đúng là tỷ lệ mà tại sao nó low roll vậy? Trời ơi, sao nó min vậy? Cái thương. À rồi, thôi cái này bỏ. Tấn công có thể do mình nhưng ngự chắc do Hào.
Nâng từ từ thôi, nâng từ từ thôi để mình dục cho dễ. Tấn công, ok. Hai vòng tấn công là chơi được nè. Ủa, sao nó vô tinh thông vậy? Tiếp đi. Này cho sang link đúng không? Này cho sang link đúng không mọi người? Từ từ khoan. Ủa sao lại min vậy? Hơi min nhưng mà thôi, nó vô là được. Thêm một lần nữa không? Thêm lần nữa. Ủa sao nó lại min vậy? Từ từ khoan. Rồi lên luôn đi, lên luôn, em lên cho mình ném cho sang link luôn đi. Ừ, cái này cho sang link. Lên luôn xong ném sang sang luôn đi. Cái này cho sang link này chứ không phải là cho mày nó không ra sát thương bạo dứt bứt luôn đi. Rồi thôi đi bứt luôn. Hôm nay tặng cái đồ mà nó vô vô mấy cái dòng ảo ảo không mọi người. Người ta có cái câu á là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đồ chỉ đẹp khi chưa cộng 20 đúng không? Y chang. Chứ lại có câu tất cả là 4 ly 4 lông. Ê lông không có gì. Này suy nghĩ. Ừ. HP. HP. Sát thương nguyên tố hỏa, sát thương nguyên tố lôi, phòng ngự, tấn công, HP này, ok. Tất cả tại Hưng là đúng rồi đó mọi người. Về ai ra ngự thì em nhé. Tấn công này ok, cái này anh chịu trách nhiệm nè. Đó. Nhưng này mày bỏ luôn giờ này thì cũng vậy thôi đó. Giữ được bạn. Không này. Giữ được này. Là sao em lại giữ cái dòng 6.6% phòng ngự? Thì em hút kim mà. B này. Thường này là hai dòng ngự. Ở năng cũng được. Ừ, nhưng mà không phải sát thương nè. Nhưng mà không phải sát thương đúng không? Không phải sát thương. Rồi đó. Hôm nay do Hảo nha. Ô mình tới dấu ấn rồi em Hảo ơi. Ừ sắp xong rồi chắc. Hành trình ngắn ngủi. Cái gì đấy? Ê, tính ra nãy giờ nói thiệt là không thấy cái nạp nào luôn đó mọi người. Đảo điên. Ừ không thấy cái nạp nào luôn. Thật ra bình thường mới là không nạp em. Raiden tinh thông mọi người, Raiden chơi chơi hai bờ bloom. Tin tưởng. Mọi người đừng tin đó nha. Mình để ý là nãy giờ Hạo hút vô ở mấy cái thứ mà có phòng ngự nha. Sen liên rốt cuộc. Y chang luôn, y xì luôn. Các bạn để ý nãy giờ những gì mà Hạo khóa nãy giờ đều có dòng phòng ngự trong trọng. Cho nên là tức có ngự là tại Hạo hết. Là tại Hưng á mà Hưng không muốn thừa nhận thôi mọi người. Đó. Ok. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Bóp lộ. Tự nhiên thắt răng. Tự nhiên thắt răng chi vậy? Tại vì em có mùi tại Hưng á. Đó, thấy chưa? Mùi tại Hưng. Có mùi do Hưng lắm cho nên đang, em đang ngon luôn. Lành tự nhiên lại thoát ra. Bây giờ ngự nè. Thấy chưa? Cái này ổng đọc nha chứ không phải mình đọc nha, cái này do ổng. Cái này do Hạo thấy chưa? Rõ ràng chứ này nó ra tinh thông nguyên tố này. Ổn này thì nghi ra ngự nè. Nạp á. Thử á, thử lần. Chê vậy. Sao rồi, chê vậy. Ừ thôi. Chê vậy. Thì thử chút vị của say mê mà. Này là gọi là say sẩm mặt mày đúng hơn chứ say mê gì. Đấy. Ê. Không có ngự. Giờ mày không tin tưởng gì. Không có ngự là được. Lại chứ, lại có ngự là nó khóa. Thầy ơi. Thấy chưa, lại có ngự là nó khóa. Mà cái đó hiệu quả nạp một crit. Nãy giờ anh có thấy cái hiệu quả nạp đâu. Rồi đi cái này trước nè. Rồi đi được rồi. Tại ai? Đó tại ai? Tự nhiên ngự chốt cái ngự chị. Đó thấy chưa tại ai? Không biết nha, sát thương bạo rồi. Tại ai? À, không tinh thông thì chị. Ê tinh thông thì không phải tại cả hai. Này all in luôn đi, mệt quá. Tại all in nè. Ê ở góc độ nào đó cũng được. Ừ, thử 20 á. Mưa sát thương bạo. Mà sao nó min vậy? Tại sao nó bắt luôn? Sao... Tại sao nó bắt luôn thì quá nạp đó chứ. Cái này mình giữ kiểu như giữ không được tính là được nhưng mà mình giữ để anh Phong có gì ảnh min max các thứ theo ý ảnh ha.
Thật ra là ảnh có đồ ngon hơn á. À, hết rồi đó mọi người. Ôi hết rồi này. Không có gì luôn. Ôi hành trình rực rỡ. Video này xui một cách bất ngờ. Tiết giờ mình hên mà. À, em thấy gì không? Em thấy gì không? Em thấy gì không? Ê, rồi chẳng lẽ tất cả mọi thứ xui xẻo là để cho hai cái này sao? Hay lộn không lộn. Cho hai cái này sao? Mình nâng cái mũ thì sát thương bạo chứ đi ha. Bốn có gì? Anh không tin lắm nha. Đó. Ngự tại ai? Bảy bảy tỷ lệ. Ngự tại ai? Từ này tỷ lệ tin tưởng. Rồi tới tại anh rồi đó. Thêm thử lần nữa đi. Nó vẫn có khả năng. Tỷ số đang 2-1 nha. Rồi hai đều luôn, cả hai. Tại cả hai. Rồi nhưng mà cái này để mình praise. Không thể tại em, không thể tại anh được nữa rồi, đúng không? Bây giờ nó vào đang ngự là tại em thôi. Lần cuối, cái này có chắc chắn là cuối rồi các bạn. Ừ. Các bạn nào chưa like hãy like. Để chúng ta có một cái bùng nổ. Mà coi chừng bùng nổ đây là ra hai vòng giữa chứ không ra hai vòng ngoài. Hưng độc lệnh là hai vụ giữa lắm nha. Bấm số 3 là cường hóa luôn nha. 1 2 3 3 Vô hết đi. Vô không. I mean it's alright like. Nó nói vô hết kìa. Đúng là nó vô hết thật kìa. Ờ mà thật ra là nếu nói đúng thì nó không tệ. Ê không không. Không nhưng mà nói đúng thì nó cũng không tệ à. Một cái onset 30. Nó không tốt. Tại sao? Một cái onset thằng 30 nào vô, thằng rồi. Nào kêu mà vô hết là làm sao? Ý nói là tại sao mà kêu vô hết hả? Hả Hạo? Nhưng mà sao nó vẫn vô hết thật kìa. Nó vẫn nâng cấp rồi, đúng không? Nó vẫn nâng cấp so với cái này rồi. 30 so với 20 thì vẫn nâng cấp rồi. Một cái onset 30 là ngon rồi. Ở ít ra là cũng có một cái khá là ngon để nâng cấp đi ha. Rồi cái việc min max các thứ, tỷ lệ sát thương thì chúng ta sẽ để anh Phong lo ha. Tại cái này dù sao cũng là của ảnh mà.